Xin chào mọi người. Và ngày hôm nay thì bên mình lại vừa về thêm một chiếc xe 7 chỗ nữa, trong tầm tiền chưa tới 600 triệu đồng mọi người nhé. Một chiếc xe model mới, New Sorento, sản xuất năm 2014, bản 2.4, máy xăng đặc biệt, màu nâu rất là đẹp, nội thất đen. Chiếc này biển số Hà Nội rồi mọi người nhé. Và chiếc này của mình thì lăn bánh được 78.000 km, tức là 7.8 vạn, còn khá là mới. Tất cả nguyên bản từ đầu, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản, không đâm đụng ngập nước. Tất cả cam kết bằng văn bản cho mọi người. Đây, mọi người có thể thấy tất cả những cái đường gân này, cánh cửa này, rất là sắc cạnh, nó vẫn là nguyên theo một chiều từ đầu. Đó, mọi người có thể thấy đây là chiếc New Sorento nhé, form mới rồi đấy ạ. Đó, và đây là cốp của xe. Tất cả những con ốc vẫn còn nguyên bản này, keo chỉ vẫn còn nguyên bản luôn. Từ những con ốc này, keo chỉ này, nguyên bản đến từng chi tiết luôn. Đó, mọi người nhìn rất là dễ luôn. Hàng ghế thứ ba này khi mình gập xuống thì nó sẽ là khoang hành lý nhé, rất là rộng rãi, mọi người tha hồ để đồ luôn. Đó. Xe đã được trang bị cảm biến lùi này mọi người nhỉ. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ mở cái cánh cửa sau bên lái ra cho mọi người cùng ngắm. Đây, những cái đường chỉ keo này nguyên bản. Đó, mọi người nhìn rất là dễ luôn. Rồi, những cái con ốc này, khóa này. Tiếp đến là tapi cửa này, rất là mới, những đường chỉ vẫn còn nguyên bản. Khoang nội thất của xe, xe này thì cũng đã được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh mọi người nhé. Đó, rất là đa dụng, những đường chỉ ghế vẫn còn căng đét. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ mời mọi người vào cùng ngắm cái khoang lái. Đây là chỉ cánh lái này mọi người này. Mọi người nhìn rất là dễ luôn. Quay chi tiết. Các bác thợ xem qua clip này là cũng có thể mua xe được luôn đấy ạ. Đây. Từng đường tapi, những phím bấm vẫn còn rất là nét. Xe được trang bị nhớ ghế hai vị trí nhé. Ghế lái chỉnh điện. Option của chiếc này là full option. Màn hình đã được lắp màn hình mới, kết nối với cam hành trình luôn trên màn hình. Xe được độ cả loa sắt gầm ghế, âm thanh giải trí rất là hay. Rồi, và bây giờ thì mình cùng mọi người xem cái khoang máy của xe nhé. Và đây là khoang máy của chiếc Kia Sorento, sản xuất năm 2014, động cơ máy xăng 2.4 bản đặc biệt. Đây, mọi người có thể thấy là từ những cái chi tiết ốc capo này vẫn còn rất là nguyên bản này. Đó, những cái đường chỉ này, rồi những cái lỗ tròn này, đó, nguyên bản luôn. Và đây là những con ốc cao su chân máy mọi người nhé, nguyên bản, nguyên dấu sơn của nhà sản xuất. Lớp gen mạ bạc vẫn còn nguyên. Đó, mọi người thấy rất là dễ. Khoang máy, những con ốc mặt máy. Đây là những con ốc mặt máy. Trước mắt anh chị đang là chiếc Kia Sorento, sản xuất năm 2014, bản máy xăng full đặc biệt. Và chiếc này thì bên em đang báo giá là 595 triệu đồng. Anh chị nào đang có nhu cầu về chiếc xe 7 chỗ mà tầm tiền nó chỉ loanh quanh 600 triệu đồng thì hãy đến ngay sàn ô tô Mỹ Đình, hoặc là gọi điện trực tiếp đến số ở trên màn hình để có thể được tư vấn chi tiết hơn nữa nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip.